Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Rất vui khi một lần nữa được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Bản tin của chúng tôi hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý nào? Ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đón xem. Chủ quyền không thể khinh suất. Thưa quý vị và các bạn thân mến, bản đồ đường lưỡi bò phi pháp bằng cách nào đó xuất hiện trên một số hạ tầng chiếu phim của Netflix, FPT Play hay trên website của một đơn vị đang chuẩn bị tổ chức show diễn của nhóm nhạc Blackpink tại Hà Nội đang gây phẫn nộ trong dư luận. Trước đó không lâu, phim Barbie đã bị Cục Điện ảnh Việt Nam cấm chiếu do có hình ảnh đường lưỡi bò xuất hiện. Mới đây nhất, Cục Điện ảnh yêu cầu Netflix và FPT Play gỡ phim Hướng Gió Mà Đi Fly To You vì kết quả kiểm tra phim này, hình ảnh đường lưỡi bò đã xuất hiện trên bản đồ trong nhiều cảnh phim. Riêng nghi vấn, công ty trách nhiệm hữu hạn âm nhạc EMA, đơn vị tổ chức đêm nhạc Blackpink đã ủng hộ đường lưỡi bò thì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xác minh. Chúng ta thấy gì qua những diễn biến này? Luật pháp quốc tế và dư luận tiến bộ thế giới không bao giờ công nhận bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc tự vẽ ra để chiếm trọn Biển Đông. Việt Nam trên tất cả các diễn đàn trong và ngoài nước luôn thể hiện lập trường nhất quán, không thừa nhận sự tồn tại của cái gọi là bản đồ đường lưỡi bò phi pháp này. Lịch sử chứng minh, qua nhiều thời kỳ, Việt Nam đã xác lập chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đường lưỡi bò vì thế chỉ là trí tưởng tượng vô vọng và phi pháp. Nó mãi không thể thay đổi sự thật về chủ quyền của Việt Nam với những vùng đất từng ghi dấu máu xương của người Việt qua nhiều thế hệ Hoàng Sa, Trường Sa. Việc bộ phim Barbie bị cấm chiếu ở Việt Nam do có bản đồ đường lưỡi bò xuất hiện đã cho thấy cơ quan chức năng Việt Nam có hành động đúng trước bất kỳ động thái nào xâm phạm đến vấn đề chủ quyền quốc gia. Dư luận cũng đang trông chờ cơ quan quản lý có động thái tương tự, thể hiện tính nghiêm minh, kiên quyết với công ty IMA, đơn vị tổ chức đêm nhạc cho Blackpink vì treo bản đồ đường lưỡi bò trên website của họ. Với Netflix, một nền tảng phim trực tuyến đang xác lập sự có mặt tại thị trường Việt Nam cần thượng tôn pháp luật sở tại. Netflix vì thế phải thành thật, thể hiện trách nhiệm của họ, phải cam kết không để tái diễn những hành vi xâm phạm chủ quyền Việt Nam khi chiếu những bộ phim có xuất hiện đường lưỡi bò. Việc đại diện FPT Play giải thích với truyền thông rằng đã làm mờ cắt bỏ những nội dung không phù hợp càng cho thấy sự dễ dãi trong nhận thức chung của họ trước vấn đề chủ quyền biển đảo. Trong khi đó, có hay không sự lỏng lẻo của bộ phận kiểm duyệt để bộ phim này chiếu dài tập trên FPT Play trong thời gian qua cũng cần được làm rõ trách nhiệm về sự khinh suất chết người trong công tác quản lý phim ảnh. Người Việt Nam dù ở bất kỳ công vị nào cũng không được phép nhân nhượng, dễ dãi trước vấn đề chủ quyền quốc gia. Hành động vươn khơi bám biển đầy cảm kích của bà con ngư dân 28 tỉnh thành có biển trở thành những cột mốc chủ quyền xác lập sự có mặt của người Việt trên vùng biển của mình thật đáng để chúng ta suy ngẫm. Câu chuyện của cha con ngư dân sói biển Mai Phụng Lưu đã đối diện với bao nguy hiểm tính mạng, tán gia bại sản nhưng vẫn kiên cường trước đầu sóng ngọn gió, vừa mưu sinh vừa thể hiện sự quyết tâm khẳng định chủ quyền biển đảo Hoàng Sa gây biết bao cảm kích xúc động cho người Việt. Đó là bài học về lòng yêu nước, nhận thức đúng đắn về chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Vì vậy, đừng nghĩ đường lưỡi bò thoáng qua trong khoảnh khắc nào đó mà khinh suất chủ quan. Vì vậy, những ai đặt lợi ích cá nhân, lợi ích kinh tế lên trên chủ quyền biển đảo thì phải xử lý đến nơi đến chốn. Đại biểu Hội đồng Nhân dân TP.HCM muốn làm rõ kẻ đứng sau trục lợi trẻ em, người khuyết tật. Thưa quý vị và các bạn, không khó để bắt gặp hình ảnh người phụ nữ làm lũ ôm trẻ nhỏ để xin tiền, bán vé số hay người khuyết tật ngồi xe lăn, chống nạng để bán tăm bông, móc khóa trên một số tuyến đường ở TP.HCM. Chiều 10 tháng 7, kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân TP.HCM khóa 10 bước vào phiên thảo luận tổ về tình hình kinh tế xã hội thành phố trong 6 tháng đầu năm 2023. Vấn đề trục lợi trẻ em người khuyết tật được các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đưa ra thảo luận mổ xẻ. Tình trạng lợi dụng ngược đãi xâm hại trẻ em người khuyết tật diễn ra trong thời gian dài tại TP.HCM nhưng chưa có hướng giải quyết triệt để. Đại biểu Lê Minh Đức, Phó trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân TP.HCM nêu tại phiên thảo luận tổ 1. Ông Lê Minh Đức nói, chỉ cần đi qua một số ngã tư ngã năm, ai cũng sẽ thấy hình ảnh người phụ nữ làm lũ ôm trẻ nhỏ để xin tiền, bán vé số, hay một nhóm người khuyết tật ngồi xe lăn, chống nạng để bán tăm bông, móc khóa. Đáng nói là hình ảnh này tái diễn ngày này qua tháng nọ trên đường phố. Việc cho tiền mua đồ giúp họ không phải là cách giúp đỡ căn cơ. Cần phân loại đưa họ vào đúng nơi để chăm sóc, đại biểu Lê Minh Đức nêu quan điểm. Ông Lê Minh Đức cũng nêu nghi vấn đằng sau những người này có các đối tượng tràn dắt để trục lợi hay không. Các địa phương và TP.HCM cần xác minh mức độ, tính chất nghiêm trọng của hành vi, quyết tâm xử lý triệt để tình trạng này. Chúng ta cần bảo vệ quyền lợi của trẻ em, người khuyết tật. Trước ý kiến của đại biểu, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Lâm thông tin, hình ảnh người lang thang xin ăn trên địa bàn đã giảm so với thời gian trước đây.
Tuy nhiên, những hình ảnh xin ăn, trẻ em biểu diễn xiếc, tạp kỹ tại hàng quán tụ điểm vẫn còn. Ông Nguyễn Văn Lâm cho biết, Sở đã chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ Xã hội thành phố phối hợp chặt với chính quyền địa phương, kiểm tra, kiểm soát và có biện pháp giáo dục ở cộng đồng, đồng thời phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh đấu tranh với những đối tượng có hành vi chăn dắt. Sở sẽ tăng cường theo dõi phối hợp với chính quyền địa phương, địa bàn dân cư để kéo giảm, tiến tới chấm dứt tình trạng chăn dắt trẻ em. Vụ cán bộ xã chung đấu giá 2-3 lô đất ảnh hưởng cả uy tín cá nhân và chính quyền. Thưa quý vị và các bạn, trao đổi với phóng viên báo chí, ông Hoàng Văn Bộ, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết, liên quan sự việc ông Nguyễn Văn Trọng là cán bộ kế toán xã Quỳnh Bá tham gia đấu giá đất ở tại xã Quỳnh Hưng và trúng 2-3 lô, UBND huyện đã họp ngày 3 tháng 7 và đã có thông báo hủy kết quả đấu giá. Cũng theo ông Hoàng Văn Bộ, phiên họp của UBND huyện Quỳnh Lưu khẳng định một số việc như sau. Quá trình đấu giá diễn ra khách quan, công khai và minh bạch, người mua trả giá cao hơn nhiều so với giá khởi điểm. Ông Nguyễn Văn Trọng là em ông Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ tịch huyện, người ký ban hành giá. Sau khi giả soát thì ông Nguyễn Văn Trọng thuộc diện không đúng đối tượng tham gia đấu giá theo quy định, vậy nên phải hủy kết quả, không công nhận kết quả 2-3 lô đất ông Nguyễn Văn Trọng đã đấu trúng. Ngoài ra, ông Hoàng Văn Bộ khẳng định cần xem xét trách nhiệm của công ty tư vấn đấu giá, công ty đấu giá hợp danh Quang Công Minh, mặc dù đã nhiều lần tổ chức đấu giá trên địa bàn. Công ty không giả soát kỹ tư cách của các đối tượng tham gia đấu giá khi bị hủy đã ảnh hưởng đến kết quả đấu giá chung. 2-3 lô đất tương đương với 30 tỷ đồng là số tiền không hề nhỏ. Chúng tôi đã giao cho các phòng, UBND xã và cá nhân ông Nguyễn Văn Trọng làm giải trình kiểm điểm. Bản thân mình là công chức không phải mua một hay hai lô để ở mà mua nhiều để đầu cơ. Việc ông đứng tên mua thay cho con ở Hà Nội đã làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và chính quyền. Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cũng cho biết, phía công ty đấu giá giải thích thấy nhiều người tham gia mua thì mừng nên không biết rõ. Đây là việc công ty trình bày, nhưng đối với một đơn vị đấu giá chuyên nghiệp, cần phải làm rõ cho khách hàng trước khi tham gia đấu giá. Cũng theo ông Hoàng Văn Bộ, không phải vì ông Nguyễn Văn Trọng là em trai ông Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND huyện mà được ưu ái trong đấu giá 2-3 lô đất kể trên. Không thể ưu ái toàn bộ giá các lô đất được đẩy cao lên ngất ngưỡng. Thêm nữa, bây giờ tổ chức đấu giá đều bỏ bằng phiếu kín. Đất Quỳnh Hưng ngày càng có nhu cầu lớn nên giá rất cạnh tranh. Trong khi đất ở vùng khác tổ chức đấu giá không ai mua ế ẩm, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cũng giao tổ chức kiểm điểm, làm rõ sai sót của tổ công tác giám sát buổi đấu giá, bao gồm cán bộ các phòng tài chính kế hoạch, tài nguyên và môi trường, tư pháp, v.v. Bây giờ chúng tôi đang chờ xử lý trong vụ việc, sau đó sẽ sớm thông báo đấu giá trở lại, ông Bộ nói rõ. Như đã đưa tin, ngày 20 tháng 6, công ty đấu giá hợp danh Quang Công Minh tổ chức đấu giá đất công khai tại xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, gồm 5-6 lô đất ở khu vực Đồng Quan, xóm 5, tổng trị giá khởi điểm lên đến gần 60 tỷ đồng. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, trị giá của 5-6 lô đất ở vượt lên hơn 85 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong tổng 5-6 lô đất đấu giá thành công, ông Nguyễn Văn Trọng, chú xã Quỳnh Hưng, hiện là công chức kế toán xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu, trúng 2-3 lô đất với tổng trị giá lên tới 30 tỷ đồng. Theo tìm hiểu, ông Nguyễn Văn Trọng là em trai ruột của ông Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, người ký duyệt giá của 5-6 lô đất nêu trên. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng ở Nghệ An tiếp tục làm rõ.